nó đã đánh cái gì bảo vệ cái Vinh. Mày đi mồm, ngày trước bố mày khỏe không có nhà không ở, là bà có nhà không ở. Trước thì ra ổng cho ta mấy tháng rồi, cho tao chả nói rằng gì, không đuổi nhớ gì bây giờ, dám đuổi gì. Con
Mày ra đây tao bảo. Đi ra đây tao bảo. Hả? Đi ra.
mình lo tâm linh về mình chưa chán đâu mà mình cần mình nó nói mà cần nói vào thì bà Nga phải ra đây bé à. Ai bố bố bảo bây giờ bố bảo hết mọi người thế nào cho nghĩa là cái này bố lại chửi con chửi cái gì mà chửi bây giờ biết ngày trước mẹ vào để ở khổ sở đó không ăn miếng thịt bà cái giật lại bà ăn không cho xong là bà nay ra đây cho ăn xong nhá ở nhà bà quen nhưng giờ bà ra mình phải lấy một miếng được thì được cái gì được đấy ở mấy hôm nó còn cả nhá bà mà không à mình biết bà chửi mẹ bao nhiêu mẹ con nhà mình bao nhiêu từ ngày trước nay mà không nhớ à mày vào bà đuổi như thế nào bà ăn uống khổ sở như thế nào bà cứ đuổi đi bà ngửa tay bà lấy 2 triệu bà của mẹ xong bây giờ bà ra đấy bà ăn vạ tiền tao bảo không cho vay cứ đem cắm đầu cắm cổ cho vay xong bây giờ ra đêm ăn vạ cái nhưng mà bà ở đây có mấy hôm ấy chắc khoảng chục hôm là cùng còn giờ nhá tao thương tình nhá tao để cho ở vài hôm đấy là bác Khang bác đuổi còn đến nay nay nhá bác Khang bác còn đi giờ là bà bảo đợi tiền cái nát biết đời nào đòi tiền cái nát ai mà biết được thì kệ bá lúc nào bố về thì bá về con muốn bá đây đâu còn đi giờ con bảo ngay cái Vinh đi ngay có thấy cái Ngọc xuống ngay từ xuống đây mấy tháng rồi nó ăn xong rửa bát ngay mà bây giờ cái Ngọc nó đi mẹ đi làm con vừa ăn xong bảo Vinh đi ra quét sân quét nhà tí để rửa bát sau mẹ ăn xong một người lên giường ngủ một người lên trên đệm ngủ còn một người đi ra đằng sau quét ăn xong phải mang bom bát rồi ăn xong bày luôn giữ cửa nhà vậy được à con là đừng nói đừng cãi lúc lộn ra dậy bảo đi giờ vừa mới về nhà người ta xong bây giờ thật là ăn uống là bày lầm như luôn nó đấy ăn mặc thì quần không ra quần áo không ra áo nhìn vậy mà được à không có một cái thanh niên thấy cái làm cái xóm này có ai mặc nó vậy mặc nhìn ăn mặc chưa còn mày mà không dậy mà bảo nó ăn uống đàng hoàng tử tế thì đừng có mặt đồng chạm vào linh tinh của mẹ tao nói trước cho con biết rồi bây giờ bảo mà cái gì đâu bảo ăn cơm vừa ăn xong chẳng lẽ ăn để đấy lúc cái sân như nào rửa bát xong ăn xong mang bát đi rửa cái xong bắt đầu bắt cái nào mà làm cái nào cũng làm bao nhiêu ngày tháng nay rồi rửa bát rồi đũa xong nhá dọn xong bắt đầu đi quét sân quét nhà còn đã xuống không ở thôi còn đã xuống đây ở thì phải làm bây giờ các anh các chị để mới làm hết thì phải là nhà làm còn đây tự nguyện nó xuống đây nó la bảo nó ở chứ không ấy đi xuống nó bảo nó đi từ nay trở đi mà dậy đi ăn uống xong phải nhon dọn rửa ngay ra không được bảo tao khó tính thanh niên rồi